Bạch sư, là trưa nay con có nghe được một câu hỏi và con cũng thắc mắc. Tức là giống như là một vị sau khi là xuất gia giai duyên xong, vị đó về đời và cái y vị đó còn dư lại á, là vị đó muốn là dâng lại cho sư hoặc cho chùa. Không biết là như vậy là có được hay không? Tức là một vị hoàng tục, rồi cái y vị đó muốn cúng lại cho chùa, thì chuyện nó chuyện bình thường, không vấn đề gì. Nó làm sư nhớ đến trường hợp của một vị sư mà cứ xuất gia rồi hoàng tục, rồi xuất gia rồi hoàng tục hết 7 lần như vậy. Thì nó có một cái nhân là ở trong cái kiếp quá khứ, vị này cũng là một vị tỷ kheo và có cái vị tỷ kheo bạn á, là muốn hoàn tục. Thì vị đó nói là thôi bây giờ tôi muốn hoàn tục. Bây giờ khi mà tôi hoàn tục thì cái y của tôi cúng lại cho sư huynh. Thì vị này á, khi mà nghe bạn mình muốn hoàn tục á, thì khuyên thôi đừng có hoàn tục. Nhưng mà khi mà nghe cái y mà đem cho mình á, thì nổi cái lòng tham, thì lúc đó lại đổi giọng, nói thôi thì sống đời tu sĩ không được thì thôi sống đời cư sĩ cũng được, bố thí làm phước đó thì cũng được, miễn sao tu là được rồi. Thì cái người bạn mình nghe cái ông bạn mình đổi giọng là biết rồi, tại ông này ông tham cái y của mình cho nên là ghét, không hoàn tục nữa đó. Thì vì cái nhân mà khuyên người khác hoàn tục á, cho nên là vị này đời sau, tức là cho tới kiếp hiện tại, là xuất gia rồi hoàn tục liên tục như thế. Đó là cái nhân quá khứ, cái tội gọi là xúi người khác hoàn tục. Nhưng mà xúi ở đây là xúi vào cái nhân tham, ham cái bộ y người ta đòi xả về cho mình.